Chào bạn, hôm nay pin hội xin giới thiệu với bạn một viên pin rất là nhỏ. Viên pin có mã là 11A. Đây là viên pin hình trụ tròn, điện thế là 6V. Và viên pin này thì có kích thước là chiều dài là khoảng 15,6mm. Và đường kính là khoảng 9,9mm. Và cái mã tương đương của viên pin này chúng ta sẽ nhìn thấy đây ạ. Đó là L1016 hay gọi là pin 11A, pin alkaline. Đây cực âm, đây cực dương. Rất là nhỏ. Pin này thông thường thì nó được ghép bởi 4 viên pin cúc áo trong này nên điện thế nó là 6V. Đây cực dương ạ, bạn nhìn rõ cực dương này, cực âm. Và thường được sử dụng trong các thiết bị đo. Khá là nhỏ đúng không ạ? Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin 11A 6V, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.